Đây là sân chơi của tao và cũng là luật của tao. Mày cứ đóng phạt 100 ca lớp học tiếp không thì bước. Mày như cả lớp làm gì mày làm đấy, mày đừng để tao điên lên. Mày ở thằng cu nhầy rồi đấy, mày đừng để tao